Vâng, chào quý vị các bạn lại quay trở lại kênh mua bán ô tô của em Vũ Dương Ô Tô với những chiếc xe giá vừa rẻ vừa thơm. Và hôm nay thì bên em Vũ Dương Ô Tô lại về cho các bác một mẫu xe mà giá thực sự là quá rẻ luôn. So với thị trường thì em này đang rẻ hơn 3 đến 40 triệu đồng so với các cái xe cùng phân khúc cùng tầm giá các bác nhá. 2016 các bác ạ, Hyundai Grand i12 16. Một chiếc xe nhập khẩu dòng động cơ máy 1.0, ăn xăng rơi vào tầm khoảng 4,5 lít đến 5 lít trên 100 cây. Dòng này thì đi rất là tiết kiệm luôn, đặc biệt là không gian nội thất bên trong thì rộng rãi vô cùng. Và được cái là điều hòa mát, xe cứng, la răng, phanh đĩa rồi lốp dép các thứ của xe thì vẫn còn rất là dày. Ngon lành cành đào luôn, nhưng mà giá nó chỉ có 198 triệu đồng thôi. Thực sự là một cái mẫu xe chỉ bằng hai con xe máy thôi các bác ạ. Đầu tư một con xe như thế này thì nói cho các bác là chi phí hao mòn không đáng kể, khấu hao không nhiều. Một năm các bác chỉ mất tầm khoảng 5 đến 10 triệu thôi. Thực sự là một mẫu xe rất là giữ giá luôn. Và chiếc xe thì mang biển Hải Phòng 15A264808, chưa ra khỏi tỉnh một lần nào. Đời 2016, xe cứng đẹp, cam kết là không có cũ dích gì cả, vẫn còn ngon nguyên, xe còn đẹp căng như thế này các bác mua thì quá ok rồi. Đấy, mức tiêu thụ nhiên liệu ít này, xe ngon này, rộng rãi tiện nghi này, và một mẫu hatchback mà có thể luồn lách đỗ trong các cái khu vực chật hẹp rất là ok luôn. Đấy, xe ngon, nội thất ghế thì cũng đã được bọc da căng đét mới tinh rồi. Vô lăng gần như mới, củ số mới. Đấy, đồng hồ lăn bánh được 8 vạn các bác nhá. Có màn hình đầy đủ cam lùi cho các bác luôn. Và các bác mua mẫu xe này thì bên em cũng sẽ đảm bảo giấy tờ hồ sơ pháp lý là chuẩn chỉ cho các bác. Về là chỉ có việc là ra tên bấm biển nút hồ sơ thôi. Rất là đơn giản, không hề có một tí lỗi làm ra. Pháp lý thì bên em đảm bảo hết cho các bác nhá. Vâng, nói chung về chất tổng thể của xe thì chiếc xe này bây giờ nó cũng chỉ rơi vào tầm khoảng 75-80% về chất xe mới thôi, chứ không thể bảo là đẹp như xe mới hoặc là 90% được. Nhưng mà về độ tổng thể thì đây là một mẫu xe khá là ngon, chạy chắc, ấy, nhíp, sóc, trước các thứ của xe là vẫn hoạt động hoàn toàn bình thường, dù tin trợ lái không dơ. Và xe thì tương đối là cứng, đăng kiểm thì đến tháng 9 năm 2023. Và em này thì em đang bán với giá là 198 triệu đồng các bác nhá. 198 triệu đồng vẫn có bớt, ba ba bảo làm gì có con nào đời 26 mà bây giờ giá rẻ vậy đâu ạ. Vâng, thực sự đây là một chiếc xe tương đối là cứng, ngon lành cành đào. Đấy, nhìn chất tổng thể là ok. Và bác nào mà yêu thì nhanh tay qua cửa hàng xem xe, lái thử và trải nghiệm luôn cái mẫu xe này, để mà cập nhật ứng mẫu xe mới nhất bên nhà em. Bên nhà em Vũ Dương Ô Tô thì chuyên bán tất cả các cái dòng xe, từ hatchback cho đến bán tải pick up 7 chỗ 4 chỗ có hết. Các bác chỉ cần là đưa thông tin, bên nhà em sẽ phục vụ các bác đầy đủ tận tình với hơn 500 đầu xe, tha hồ cho các bác lựa chọn nhá. Và cái dòng này là một cái dòng xe mà luồn lách trong các cái khu vực chật hẹp, đỗ điếc đâu cũng được. Nói thật các bác là những cái dòng này thì các bác vứt đâu cũng được, không phải lo đến cái chuyện là sợ là tháo gương hay là gì, vì những dòng xe này phổ thông giờ cũng chẳng ai người ta tháo gương làm gì đâu ạ. Vâng, xe còn ngon, máy nổ êm thì thầm, động cơ máy là 1.0 các bác nhá. Đèn của chiếc xe này thì tương đối là trong. Đấy, các bác nhìn này, đèn trong vắt luôn. Đấy, đèn xe là trong vì là con này ít đi đêm. Đấy, và vẫn sử dụng đèn halogen các bác nhá, không phải là đèn độ đâu. Đấy, sử dụng đèn halogen zin nguyên bản này. Đấy, đèn nó hơi mờ theo thời gian một chút, nhưng mà cái này không vấn đề gì. Còn cản dưới của xe là không có đèn. Đấy, cản dưới không có đèn, không sử dụng đèn nhá. Vì con này là một chiếc xe bản bay tiêu chuẩn, tôn vỏ dày dặn chắc luôn. Đấy, các bác nhìn này, toàn bộ đồng sơn xe là đều đẹp sạch sẽ nhá, và xe là không có lỗi rồi. Đấy, tôn vỏ này. Bên này thì nói chung là cũng hơi va quẹp xước sáp một tí, nhưng mà không vấn đề gì các bác nhá. À, tôn kính này. Và con này thì được cái quả lốp đang sử dụng là lốp Rad DX, dòng lốp 165-65 la răng 14, và lốp 2021 của cái gì đây, Richmond. Cái dòng này thì nói thật các bác là quả lốp này đúng là em thấy là lạ, lâu lâu không nhìn thấy. Thế nhưng mà được cái là la răng con này đang sử dụng la răng đúc 8 chấu, phanh đĩa hai bánh trước và đằng sau là phanh tăng trống các bác nhá. Xe đi ít nên là gần như là những cái phần này của nó vẫn còn ngon nguyên. Đặc biệt là phần lốp này là các bác nhìn này, lốp nó còn dày như thế này. Đấy, lốp rất dày nhá, ta lông còn nguyên này. Đấy, được cái máy nổ êm, ngồi đây không nghe tiếng máy, thế là ok rồi. Được xe cứng như vậy là thích rồi. Đấy, cửa đóng then cài, êm ái, đóng nhẹ nhàng, chỉ keo thì các bác nhìn này. Đấy, theo thời gian 5 tháng, úi dồi ôi rồi. Đấy, chỉ keo đây. Đấy, còn nói chung là được cái là kính điện hoạt động hoàn toàn bình thường. Em này thì đương nhiên là rẻ thì nó sẽ có một số cái lỗi lầm, nhưng mà cái này không đáng kể thế quá nhá, bình thường. Và nói chung là bình thường. Đấy, kính lên xuống là hoạt động hoàn toàn nhẹ nhàng. Nội thất bên trong xe thì là trước nội thất của nó là da pha nỉ, nhưng mà cái này thì đã được thay bằng toàn bộ da.
sử dụng da trung bình, nói chung là cái chất da này thì nó là một cái mức da khá, sờ rất là mềm mịn, độ da căng đét luôn, và da thì cũng không có sờn rách gì cả. Đấy, các bác về là các bác cứ yên tâm là chỉ có việc đi thôi. Cái da gốc của nó ở trong này vẫn còn đấy các bác nhá, cái ghế da gốc ấy ạ. Vâng, còn sàn đây, sàn da này sạch sẽ này. Em này thì nó là một chiếc xe mà có gốc từ Hải Phòng, chưa ra khỏi tỉnh lần nào, nhưng mà các bác nhìn này, đấy, vô lăng củ số của xe vẫn còn rất là mới nhá. Đấy, có gốc taxi, nhưng mà taxi thì người ta chạy ít, thời quỳ Covid thì nói thật các bác là gần như là không chạy. Thế nên là những cái này của nó vẫn còn ngon nguyên. Các cái cụm phím đèn đây này, đấy, vẫn còn như mới luôn các bác ạ. Đấy, cả cái này nó vẫn còn mới tinh này, chạy được đúng 8 vạn nhá. Và đây các bác nhìn này, đồng hồ mặt táp lô này, xe là không có lỗi lầm. Màn hình có cam lùi kết hợp, và được cái là ui dồi, ngồi trong này thì quá là mát luôn. Đấy, thực sự là ngồi trong này thì rất là mát. Các bác đi những cái dòng này thì nói chung là rất là ổn định luôn. Xe cứng này, chạy chắc này. Đấy, nhíp sóc trước các thứ của xe là hoạt động hoàn toàn bình thường. Và cái khoảng không gian phía đằng sau đây thì tương đối là rộng, ngồi thoải mái. Đấy, trần nỉ này, các bác nhìn này, trần đây này. Đấy, trần nó sạch như này. Đấy, không có bọc ni lông nhưng mà trần rất là sạch nhá. Và chiếc xe này thì đấy, em về cái mà con chưa dọn dẹp đâu. Lốp này thì rơi vào tầm khoảng 60%. Đấy, lốp về 60% này. Lốp sai luôn nha các bác ạ, lốp 165-65R14. Và đây các bác nhìn lại rãnh cua lốp này. Đấy, cua lốp đây. Đấy, các bác nhìn cua lốp này, nó còn rất là đẹp nhá. Và không hề có lỗi lầm, cua lốp ngon lành cành đào luôn. Đèn hậu của chiếc xe thì là trong, không hề có ố vàng, không hề rạn nứt. Và cái đèn này cũng chả mốc gì cả, không động nước luôn. Đấy các bác nhìn này, toàn bộ đèn hậu này, sau này. Ok nhá các bác nhá. Đấy, đèn hậu sau đấy ạ. Và cản sau đây, cản sau thì đồng sơn đều. Đấy, sạch sẽ này. Con này thì cái là có mỗi cái mắt cảm biến, mắt camera lùi thôi, còn cảm biến lùi thì không sử dụng nhá. Kính là kính zin của Tambalai. Đấy, mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình và mức tiêu thụ nhiên liệu đường ngoài đô thị đây. Nói chung là tầm 4,5 lít/100 cây thì dòng này là một cái dòng xe khá là kiệm xăng, ăn xăng ít và rất là tiết kiệm. Đấy các bác nhìn nhá, chỉ cánh đằng sau này. Đấy, chỉ cánh còn nguyên này. Và những cái chiếc xe như thế này thì nói chung là những cái dòng xe mà các bác nào mua về chạy gia đình, cũng như là làm thêm một chút dịch vụ kiếm thêm là ok. Vâng, đấy, đinh hà, đinh các thứ của xe là còn ngon nguyên. Và chất xe thì sạch sẽ nhá các bác nhá. Đấy, lốp sơ cua này. Đấy, lốp sơ cua dày dặn luôn. Các bác về đi những cái dòng này thì quá yên tâm. Đấy, lòng lốp là không có mục mọt gì cả, chỉ mỗi hơi có một chút han. Cái này thì xì lại là xong. Vâng, vì xe nó vừa về em cũng đã dọn dẹp đi đâu. Đấy, hàng chất nó còn nguyên luôn. Đấy, lốp đằng sau nó bên này thì lại hơi mới. Vâng, đang sử dụng dòng lốp Radix. Cái dòng lốp này thì chắc là bác chủ bác thay một lúc 3 quả. Đấy, còn mỗi quả bên kia là chưa thay thôi. Thì cái lốp này cũng khá là dày, 2021 rồi mà lốp rất dày các bác nhá. Cua lốp là không có mục mọt tí nào. Lòng cua trước, lòng cua sau vào đây. Đấy, nhiều bác là xem ngay ở trên này là không thấy nó mục mọt tí nào là được rồi. Đấy, cửa này đóng mở rất chắc nhá. Đấy, cửa. Đấy, tôn cánh xe thì khỏi bàn. Dòng này thì các bác đi về là quá yên tâm luôn. Vừa ngon, vừa bổ, vừa rẻ. Thực sự là một cái mức giá tiền rất là mềm. Đấy, 198 triệu đồng chiếc xe này đấy các bác nhá. Vâng, không hề cao một chút nào, chỉ có 198 triệu đồng. Các bác đã sở hữu ngay được chiếc xe Hyundai Grand i10 đời 2016. Đấy, bản tiêu chuẩn, số sàn. Đấy, chạy rất là ok, lành, chắc chắn. Đấy, máy thì êm thin thít luôn, nổ thì thầm, máy số thì ngon lành. Và dòng này thì nói chung là mức tiêu thụ nhiên liệu ít mà máy thì rất là ok luôn. Các bác đi những cái dòng này bảo dưỡng sửa chữa nó cũng rất là nhẹ nhàng. Đấy, không hơi thừa hơi khói tí nào. Dòng này nó có một cái nhược điểm, đó là động cơ của nó là động cơ 3 máy nhá, 1, 2, 3 này, dẫn đến là cái độ rung của nó sẽ có này các bác này. Đấy, cái chỗ này là rung này, nhưng mà cái này là con nào cũng thế nhá, không phải mỗi con này bị đâu, con nào cũng vậy. Đấy, cái đấy thì không ảnh hưởng gì cả. Nói chung là nhà thiết kế, người ta thiết kế là ok rồi thì cũng chịu thôi. Đấy, ắc quy CMF dày này. Đấy, logo còn nguyên này. Và cái tai đèn này các bác nhìn này. Đấy, toàn bộ tai đèn này, xe còn cứng đét luôn. Đấy, các bác nào mà yêu thích cái dòng xe giá rẻ nhá thì các bác chơi con này là ok, vừa rẻ vừa ngon vừa bổ, mà nói chung là cũng khá là hợp lý. Đấy, không thiếu một cái gì. Đấy, các chức năng là hoạt động hoàn toàn bình thường.
đầy đủ, nhẹ nhàng, êm ái, mượt mà. À, nói chung là đây là một chiếc xe bản đủ thì chạy rất là ok. Đấy. Nhưng mà đây nó lại là một con bản tiêu chuẩn này các bác nhá. Vâng, vừa rồi thì em cũng đã review cho các bác qua chiếc xe Hyundai Grand i10 đời 2016. Đấy. Xe chưa ra khỏi tỉnh Hải Phòng một lần nào. Đấy, gầm còn đẹp như này. Đấy, xe chất nhá. Và bao cứng bao đẹp cho các bác luôn. À, nói chung là điều hòa thì mát, xe còn ngon. Mà giá thì chỉ có 198 triệu đồng thôi. Bác nào mà yêu thích cái dòng xe Hyundai Grand i10, muốn mua một chiếc xe giá rẻ như thế này thì alo ngay cho em. Con này thì em vừa về thôi, cũng chưa kịp dọn dẹp gì các bác ạ, còn nguyên luôn, bốc của mấy anh em thợ. Đấy, mình đợt này nói thật các bác là mua của người tiêu dùng hơi khó, gần như là toàn phải mua qua kênh anh em thợ để người ta đi lùng cho thôi. Vì bên nhà em là cái số lượng xe ở cửa hàng nó rất là nhiều. Đấy, trần của nó còn đẹp như này mà. Đấy, trần rất đẹp các bác nha. Ok, cảm ơn các bác nha. Và hẹn gặp lại những video tiếp theo với những chiếc xe giá rẻ tại em Vũ Duy Auto, chuyên các cái dòng xe vừa ngon vừa bổ vừa rẻ. Xin cảm ơn.